Giang hồ chưa bao giờ được phá, bây giờ giang hồ về phá. Bên kia cái quậy banh sạch hết rồi. Quậy banh nhà của ông ngoại rồi, bây giờ về đây quậy banh nhà của Daddy hả? Cái đó gì hả? Con đổ một lần là được 50 cái nè. Ừ. Bánh đó gì? Bèo. Ờ, cái con nhỏ là đổ một tiền. Khỏi có rồi quậy đó. Hai em lì. Cái này cái thẻ gì qua kìa, thẻ kìa. Rồi coi. Trời ơi, cái nhà công chúa của nó mà sập rồi. Ôi trời ơi, sao nó làm rớt cái kia, gãy kia này kìa, dựng lên. Ở trong cái vỏ để con hẹn lấy. Ôi trời ơi, nó đi đó là. Trời ơi, nó quậy cái nhà công chúa của nó mà nó sập xuống rồi. Trời ơi, xem trong đây nữa. Ôi trời ơi, vừa vô quậy nấu gì, nấu ăn gì đâu mà lật ngược cái bếp lên, upside down lên, nấu gì. Ok, như đây đủ rồi nha, như đây gửi cho chị Hai nha. Bye em Lê. What?